Cùng bạn đọc sách xin chào tất cả quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực sinh năm 1838. Khi còn nhỏ, ba mẹ đặt tên ông là Nguyễn Văn Lịch. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu bé Nguyễn Văn Lịch đã tỏ rõ là một người rất hiểu biết về văn học và võ nghệ, đặc biệt là võ nghệ. Chính vì khí chất, khẳng khái, trung thực của mình mà thầy dạy võ đã đổi tên ông là Trung Trực. Ông mang tên Nguyễn Trung Trực từ ấy. Khi thực dân Pháp chiếm đánh nước ta, Nguyễn Trung Trực đã cùng với nghĩa quân theo phò Trương Định đã bao lần lập nên những chiến công làm cho quân Pháp phải kinh hồn bạt vía, đặc biệt là đốt tàu Tây trên sông Nhật Tảo đã lưu vào sử sách. Khi cuộc khởi nghĩa bị thực dân Pháp đàn áp, Nguyễn Trung Trực đã bị bắt và xử chém tại Rạch Giá, Kiên Giang. Mỗi năm vào ngày 26, 27 và 28 tháng 9 âm lịch hàng năm, ngay tại Rạch Giá, Kiên Giang cũng như tại Long An quê hương ông, thường diễn ra lễ hội Nguyễn Trung Trực để tưởng nhớ về vị anh hùng dân tộc, vị quốc vong thân này. Câu nói nổi tiếng của ông: bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới mong hết người Nam đánh Tây, còn vang danh cho đến tận ngày hôm nay. Nhân kỷ niệm ngày mất của vị anh hùng Nguyễn Trung Trực, xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn truyện tranh lịch sử Việt Nam Nguyễn Trung Trực, gươm tuốt Kiên Giang. Năm 1839, cậu bé con nhà dân chài Nguyễn Văn Lịch, tự là Chơn, ra đời tại xóm nghề làng Bình Nhật, nay thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Thấy cậu tính tình ngay thật, thầy dạy học đặt tên hiệu cho cậu là Trung Trực. Thuở nhỏ cậu rất hiếu động, thích học võ. Lớn lên, Nguyễn Trung Trực nổi tiếng võ nghệ khắp vùng. Sau khi thực dân Pháp nổ súng tấn công thành Gia Định vào năm 1859, Nguyễn Trung Trực tham gia đội nghĩa binh kháng chiến dưới quyền chỉ huy của Trương Định. Năm 1861, ông được cử giữ chức quyền xung quản đạo, nên nhiều người gọi ông là Quản Lịch. Tháng 2 năm 1861, đại đồn Chí Hòa thất thủ, Nguyễn Trung Trực chỉ huy đội nghĩa quân hoạt động ở Tân An. Lúc này giặc Pháp đã chiếm cả Mỹ Tho. Chúng dùng nhiều tàu chiến, vừa làm nhiệm vụ tuần tra, vừa làm đồn nổi di động trên khắp các sông rạch quanh vùng. Chiếc chiến hạm Esperance, tức là chiến hạm Hy Vọng, án ngữ nơi vàm Nhật Tảo, là loại chiến hạm chạy bằng hơi nước, được trang bị đầy bát cùng vô số vũ khí đa năng, có thể ra vào những luồng lạch cạn. Với con tàu này, quân Pháp liên tục tuần tra càn quét trên khắp hệ thống sông rạch Nam Kỳ. Chúng luôn cho rằng con tàu là một pháo đài nổi bất khả xâm phạm. Chỉ huy tàu là Parfait, một viên sĩ quan Pháp trẻ tuổi. Quyền quản binh Nguyễn Trung Trực ra lệnh cho quản binh Huỳnh Khắc Nhượng và Vũ Văn Quang chuẩn bị kế hoạch tấn công tàu Pháp. Hai người đem binh thuyền bám theo ven sông đến gần chỗ tàu Pháp đậu, cho nghĩa quân núp sẵn hai bên bờ. Sáng ngày 10 tháng 2 năm 1861, sau khi bố trí lực lượng phục kích bên bờ và dụ cho một bộ phận địch rời khỏi tàu, Nguyễn Trung Trực đã cùng 59 nghĩa quân lên 5 chiếc ghe giả làm ghe buôn lúa tiến sát chiến hạm Esperance. Viên chỉ huy tàu tưởng là ghe buôn lúa ghé xin phép lưu thông nên nghiêng mình ra cửa sổ tàu, liền bị nghĩa quân đâm trúng ngực. Tức thì từ các mũi ghe, nghĩa quân tuốt gươm nhảy lên công kích tàu, la hét vang trời. Các đội nghĩa quân ở hai phía bờ sông cũng nhất tề ào xuống tiếp ứng. Hơn 150 nghĩa quân tay cầm gươm, giáo, đuốc vân vân, trong phút chốc đã tràn ngập cả tầng trên tàu và đánh sáp lá cà với bọn lính Pháp. Vũ Văn Quang cùng với 30 nghĩa quân phục kích cũng nhảy lên tàu tiếp chiến. Quản toán là Nguyễn Học cùng hương thân Hồ Quảng lấy búa sắt phá tàu không vỡ nên phóng lửa đốt tàu. Chỉ vài phút sau, ngọn lửa liếm vào nóc của tàu rồi nhanh chóng bùng lên. Lửa cháy dữ dội, nghĩa quân và thủy thủ trên tàu đều nhảy xuống sông hay tuột xuống ghe rời khỏi tàu Esperance. Do bị tấn công bất ngờ, quân Pháp không kịp trở tay, toàn bộ địch còn lại trên tàu đều bị tiêu diệt. Chỉ có 5 tên, 2 lính Pháp và 3 lính Ma Ní chạy thoát được. Năm 1862, dưới sự tổng chỉ huy của Trương Định, Nguyễn Trung Trực
lại dùng thuyền gỗ gắn Đại Bác tiến công một phái thuyền địch ở Bến Lức. Sau hiệp ước Nhâm Tuất vào năm 1862, ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ rơi vào tay Pháp. Nguyễn Trung Trực rút về hoạt động ở ba tỉnh miền Tây. Đầu năm 1867, Nguyễn Trung Trực ra Bình Định nhậm chức lãnh binh. Đến giữa năm 1867, ông lại về Hà Tiên giữ chức thành thủ úy. Cũng năm này, quân Pháp chiếm nốt ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ. Triều đình điều ông ra Bình Thuận, nhưng ông quyết định cưỡng lệnh. Ông ở lại Kiên Giang, tập hợp nghĩa quân kháng chiến. Đêm ngày 16 tháng 6 năm 1868, Nguyễn Trung Trực chỉ huy nghĩa quân đánh chiếm đồn Rạch Giá, giết được 5 sĩ quan Pháp, làm chủ Rạch Giá trong 5 ngày liền. Ngày 21 tháng 6 năm 1868, quân Pháp kéo đến phản kích, nghĩa quân phải rút khỏi Rạch Giá, lùi về Hòn Chông. Hòn Chông là một ngọn núi nằm trong một quần thể, núi non hiểm trở, mặt trái giáp biển, trông xa như lô nhô một bàn chông. Về phía đông bắc có các núi Mo So, núi Huỳnh, núi Sơn Trà Án Ngữ. Trên núi Hòn Chông có nhiều suối cạn, lại có nhiều cây cổ thụ hàng trăm tuổi, rất thuận lợi cho việc đồn trú quân. Triền núi có nhiều giếng nhỏ, chứa lượng nước ngọt đủ dùng suốt mùa khô. Ở chỗ doi đất cuối cùng giáp biển, Nguyễn Trung Trực cho đóng trại quân. Phía trước trại có cụm tiền đồn Thiên Nhiên Án Ngữ, bao gồm dãy núi hàng chục ngọn lô nhô, chen chúc trên một vùng rừng rậm và đầm lầy hiểm trở. Tên Domen cùng hai tên Việt gian Trần Bá Lộc và Huỳnh Công Tấn được cử đi tảo thanh vùng Hòn Chông. Đầu tiên, Domen cho một chiến thuyền đậu ngoài khơi liên tục nã trọng pháo vào các vùng rừng núi nơi nghĩa quân cố thủ. Nguyễn Trung Trực biết tàu chiến giặc sâu lường, không thể vào gần bờ được, chỉ có thể từ xa bắn Đại Bác vào. Ông cho đóng cọc săn, dùng dây rừng ken thành phên líp dày che khắp phía trên, phía dưới cho nghĩa quân ẩn nấp. Tàu giặc bắn vào, phên líp thụng xuống. Nhờ sức mềm dẻo của dây rừng, phên líp không bao giờ lủng. Hết sức thụng xuống, phên líp bung lên, đạn rơi qua bên cạnh hoặc tung ra biển như chẳng có việc gì xảy ra. Đinh ninh rằng nghĩa quân bị thiệt hại nặng nề, ắt đã tê liệt. Bọn lính Pháp và lính Mã Tà xuống tàu nhỏ, nhiều lần tính đổ bộ vào bờ, nhưng lần nào chúng cũng bị nghĩa quân bắn rơi lủm chủm, nên đành phải rút lui. Huỳnh Công Tấn bày kế cho tàu dàn hàng ngang ngoài biển và cho cả 100 lính Mã Tà lên bộ. Ban đầu chúng quay thành một vành đai rộng lớn vì không dám sát lại gần. Tuy nhiên vòng vây của chúng ngày càng siết chặt, cả trên bộ và ngoài khơi. Lương thực của nghĩa quân mỗi ngày một cạn dần. Nguyễn Trung Trực quyết định cho toàn bộ nghĩa quân lên 40 chiếc ghe nhằm hướng đảo Phú Quốc thẳng tiến. Tại đây, ông lập ra chiến khu cửa cạn. Tháng 9 năm 1868, quân Pháp do tên Việt gian Huỳnh Công Tấn dẫn đường đã đổ bộ lên đảo Phú Quốc. Sau mấy trận giao tranh ác liệt, lực lượng nghĩa quân bị tổn thất nặng nề. Nguyễn Trung Trực bị địch bắt đưa về Rạch Giá. Giặc tìm mọi cách dụ dỗ ông đầu hàng. Ông khẳng khái nói: "Bay đừng mong dụ hàng ta, vô ích. Bao giờ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam yêu nước chống Tây." Ngày 27 tháng 10 năm 1868, giặc Pháp hành quyết Nguyễn Trung Trực tại Rạch Giá. Năm ấy ông tròn 30 tuổi. Bất chấp sự cấm đoán của kẻ thù, sau khi ông mất, dân chúng đã dựng đền thờ ông tại Rạch Giá, Phú Quốc và cả ở Tân An, Long An, quê hương ông. Trong bài thơ điếu ông, nhà thơ Huỳnh Mẫn Đạt đã viết: "Hỏa hồng nhật tảo kinh thiên địa, kiếm bạc Kiên Giang khắp quỷ thần." Tức là: lửa hồng nhật tảo kinh thiên địa, gươm tuốt Kiên Giang khóc quỷ thần.